Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Độ pin cho flycam nên hay không? Đây là một vấn đề khá nhiều các anh em chơi flycam trên toàn quốc hay là trên cả thế giới đang quan tâm và tìm hiểu. Thì trong clip này, chúng ta hãy cùng Tokyo Camera đi tìm hiểu những lý do nên hay không nên độ pin cho flycam và để cho chúng ta có một chiếc flycam hoạt động an toàn nhất nhé. Bắt đầu thôi nào. Như em đã biết thì bất kỳ một sản phẩm nào như là xe máy, ô tô hay là máy bay các thứ ra mắt trên thị trường, kể cả flycam thì đều được các kỹ sư kiểm tra tính toán rất là kỹ càng, đong đếm tất cả mọi thứ trước khi mà tung ra thị trường rồi. Chính vì thế mà việc chúng ta độ thêm bất cứ một cái thứ gì lên cái sản phẩm đó sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng vận hành của nó, kể cả flycam của chúng ta. Vậy thì hãy tự đặt ra câu hỏi rằng là tại sao flycam lại chỉ được thiết kế bay trong khoảng 30 phút? Thì cái lý do đầu tiên đấy chính là bản chất của motor flycam là motor không chổi than và sử dụng nam châm vĩnh cửu. Khi mà phải chịu một cái nhiệt độ nóng quá gắt trong một khoảng thời gian quá dài sẽ dẫn đến mất đi từ tính của nam châm. Và nếu như mà nhà sản xuất ra một cái viên pin có thể bay trong khoảng 30 phút, sau đấy thì flycam của chúng ta sẽ được nghỉ ngơi để có thể thay pin trong một khoảng thời gian ngắn, thì với một viên pin độ, một cái dung lượng pin cao hơn, flycam sẽ phải vận hành liên tục trong một khoảng thời gian dài hơn. Điều này sẽ dẫn đến ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ motor của chúng ta. Đấy mới chỉ là một cái lý do gọi là đầu tiên và cơ bản nhất mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra được thôi. Và chắc chắn là về sau này thì nó sẽ ảnh hưởng lớn tới cái độ ổn định, cái tính ổn định của flycam của anh em, đúng không nào? Hãy cùng tới với lý do thứ hai. Lý do thứ hai này nghe cũng khá là giật mình đấy. Đấy chính là nổ cánh. Vâng, anh em không nghe nhầm đâu, nó là nổ cánh đấy anh em. Khi mà flycam của chúng ta phải chịu một cái áp lực lớn bởi một cái viên pin kích thước lớn hơn, trọng lượng lớn hơn đúng không? Đè lên flycam chịu một áp lực lớn hơn trong quá trình chúng ta vận hành, và khi mà bay ở một vận tốc cao chúng ta dừng lại đột ngột thì cái áp lực nó dồn lên cánh quạt là rất lớn, và chính lúc này thì cánh quạt nó sẽ bị vỡ vụn ra. Và khi mà flycam bay mà không cần cánh thì như nào nhỉ? Nhưng người phải bay mà không cần cánh kìa. Và cái điều thứ ba thì nó cũng tương tự như là cái điều thứ nhất mình đã nêu ở bên trên đấy. Đấy chính là khi mà chúng ta bắt chiếc flycam của mình phải hoạt động trong một khoảng thời gian dài hơn thì lúc này nhiệt độ sinh ra sẽ nhiều hơn và ảnh hưởng tới rất là nhiều các hệ thống linh kiện ở phía bên trong, như là tản nhiệt, hệ thống cân bằng, GPS, camera, vân vân, rất là nhiều các linh kiện ở bên trong, khiến cho các cái con chip ở phía bên trong đó nó giãn nở ra. Và khi mà phải chịu đến một cái mức độ giãn nở tối đa rồi thì lúc này flycam của anh em sẽ gặp một cái hiện tượng, đấy chính là đột tử. Vâng, nó là chết, gọi là bất đắc kỳ tử luôn, và chúng ta cũng không hiểu tại sao thì nó lăn đùng ra chết. Thì đây cũng là một những lý do khiến cho chiếc flycam của anh em đột tử đấy. Và cái việc độ pin trong flycam bây giờ có phải vô hình chung rằng là anh em đang tự giết chết chiếc flycam vài chục triệu của mình chỉ vì anh em muốn bay lâu hơn khoảng 10 phút hay không? Lý do thứ tư không nên độ pin cho flycam, đấy chính là nó khiến cho chiếc flycam của anh em kháng gió kém hơn. Nếu như mà nhà sản xuất ban đầu đã tính toán một viên pin vừa khít vào trong cái body flycam đó để mang lại một cái trọng lượng, một cái khối lượng nó vừa đủ để đem đến cái tính khí động học nó cao nhất, giúp cho chiếc flycam của chúng ta lướt đi mà không bị ảnh hưởng quá là nhiều bởi môi trường xung quanh, thì với một viên pin độ bây giờ đây nó sẽ cộm lên một chút đấy, có thể là cộm lên khá khá và trọng lượng nó nặng hơn. Chính vì thế mà bây giờ đây thì nó sẽ không thể kháng gió, không thể kháng được các cái môi trường xung quanh được tốt. Nếu như mà ban đầu nhà sản xuất công bố chúng ta là chiếc flycam này nó có thể chịu được lên tới là bão cấp 5, nhưng mà bây giờ có thể là chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có khiến cho chiếc flycam của em nó ngửa bụng ngay tức thì. Đây là một cái điều mà hết sức nguy hiểm anh em nhé. Và lý do thứ tư đấy chính là lý do bảo hành. Chắc chắn là điều này thì anh em đã nắm được rồi, anh em cũng biết rồi, hiểu rất rõ rồi, nhưng mà cứ thấy pin dung lượng cao cái là anh em mờ mắt liền à. Nếu như mà máy bay của anh em gặp bất cứ vấn đề gì và khi check file log ra cái thời lượng bay của anh em nó dài hơn thực tế, hoặc là cái dung lượng pin nó không ở cái dung lượng pin ở trên app nó không cùng với cả cái dung lượng pin của nhà sản xuất đã đề ra ấy, thì chúc mừng anh em nhé, flycam của anh em đã mất bảo hành rồi đấy. Ok, và nếu như mà xem xong video này mà anh em vẫn muốn độ pin cho flycam ấy, thì hãy ngay lập tức liên hệ với Tokyo Camera nhé. Bên mình đang sẵn hàng khá là nhiều các mẫu flycam như là DJI Mavic E2S này, Mavic Mini 2 này, vân vân, khá là nhiều các mẫu khác, và hãy liên hệ để biết thêm chi tiết. Chứ còn bên mình thì không độ pin, Tokyo Camera không độ pin và nói không với độ pin anh em nhá. Hy vọng anh em sẽ có những chuyến bay an toàn nhất với clip vừa rồi của mình, và chúc anh em có những shot phim thật là tuyệt vời với chiếc flycam thân yêu của mình nhá. Còn bây giờ thì đừng quên cho mình xin một like, một sub cũng như là hãy nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.